Em Kim xin kính chào tất cả quý khách hàng đã trở lại với kênh Kim Moon Cơ Giới vào một buổi tối ngày 5 tháng 4. Đấy, thì em máy đào SK60 này á, là đi về Đắk Nông. Đấy, anh chủ máy anh cũng đang đợi mà để bảo dưỡng và để xe cộ. Thì hiện tại là bây giờ em nó đang chuẩn bị xuất phát lên đường làm nhiệm vụ tại khu vực tỉnh Đắk Nông. Đấy. Thì vừa rồi thì em cũng có là chụp lên rồi để cho anh em mình thấy được cái mức độ mà bơm máy chân cẳng thủy lực. Riêng với cái con này là nó rin từ cái gào cho đến cái phần mông. Nói chung là nó còn nước sơn rin rất là đẹp luôn. Đấy. Thì thử máy đồ các cái rồi nó chạy rất là im máy. Đấy, mấy anh chị nhìn thấy nè. Đấy, rất là đẹp luôn. Em về em chỉ có thay cái phất ti, nó bị hai cái phất ti nó bị chảy nhớt á, là do ở bên Nhật mà nó không khí nó sẽ bị lạnh. Về đây thì nó nóng thì 10 chiếc như một, không bị cái phất ti này, nó cũng bị cái phất ti kia thôi. Đa số là nó sẽ bị vỡ phất ti, thì ở đây em Kim đã bảo dưỡng rồi. Đó, bảo dưỡng xong hết rồi. Đấy. Mình cũng rửa ráy, khi mà rửa lên rồi là mấy anh chị thấy em rửa sờ bông lên là nhìn cái xe quá trời tuyệt vời luôn. Với thứ hai nữa là em cũng đã bơm ga máy lạnh. Thì vì máy lạnh là bình thường đa số nhập công về là 10 chiếc như một là nó ngắt máy lạnh, hai là nó sẽ khóa lại. Thì nhiều người ngắt máy lạnh á, nhiều người lại tháo ống ra luôn thì nó cái hơi ga của nó sẽ bị chảy ra hết. Đó, về đây thì bắt buộc là mình phải bơm ra. Thì bơm ga thì nó cũng chẳng có bao nhiêu, nó cũng chỉ là vài trăm ngàn thôi, nhưng mà ở đây thì mình tiện á, thì mình sẽ làm luôn cho chủ máy để họ về là chỉ có việc xài thôi. Đó. Thì em nói hiện tại đang bây giờ đã hoàn chỉnh hết rồi. Rất là đẹp. Em này thì vừa rồi em cũng có báo cho những cái khách hàng mà họ hỏi trực tiếp đó, thì sẵn dịp này thì em sẽ báo luôn cho quý khách hàng xem và tham khảo. Giá của em nó là 465 triệu đã hoàn thiện nha. Hoàn thiện hết như thế này là 465 triệu. Về là anh em chỉ có việc là làm ngay thôi. Đó, vì cái con này nó cũng bị bể một cái ống. Một cái ống ở dưới chân á, bể. Do mình đi về đây thì mình mới phát hiện là nó bị bể, thì em cũng đã bấm ống khác và thay ống khác rồi. Nói chung con xe mình là đã xử lý hoàn thiện 100%. Đó, về là chỉ có việc là xài thôi. Đấy, nước sơn của em nó nè, khá là đẹp luôn. Đấy, máy lạnh họ đang hoạt động bình thường luôn ha. Ga thì ga điện, nó chỉ mới có chạy chỉ mới có 5.000 mấy giờ thôi. Đấy, 5.000 mấy giờ. Lam của nó còn rất là đẹp luôn. Nước sơn của nó là từ trên xuống dưới cũng khá là ok. Đấy, còn anh em nào mà đang dự định muốn mua những cái dòng máy như thế này nữa thì cứ liên hệ trực tiếp với em Kim. Đấy. À, riêng về cái phần này là em Kim có sơn lại cho anh chủ máy đây. Đây, mình sơn là cái nắp này thôi ha. Còn cái này là nó nước sơn rin 100% ha. Chỉ có rửa ra là nó đẹp như vậy. Cái nắp này là do người ta đi lên đi xuống á, thì nó sẽ bị chày tróc. Cho nên là em có sơn một cái nắp khoảng này thôi. Còn bao nhiêu là hoàn toàn giữ lại rin 100%. Đó. Còn anh chị em nào mà đang xem kênh của em Kim á, thì vui lòng bấm vào nút đăng ký. Để làm gì? Để sắp tới là em có về một cái lô hàng từ 01 cho đến 07, nó tầm khoảng 10, 15, 17 chiếc gì đấy. Đó, thì em có chia ra theo từng đợt, thì đợt về á, vài công như vậy đó. Thì nó sẽ trong vòng khoảng 7 đến 10 ngày là nó sẽ về hết những cái lô hàng đấy. Nhưng mà về thì mình về từ từ chứ không phải là về một lượt một nha. Đó, thì tầm 10 ngày đổ lại thì nó có sẽ những cái mặt hàng như sau. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu mà mình dự định mua những cái mặt hàng sau đây của em thì nhớ là đăng ký kênh để mà khi công nó về thì em quay trực tiếp như thế này đó, là anh chị có thể mình tham khảo trực tiếp luôn, và em sẽ báo giá cho anh chị để mà anh chị hay là quý công ty nào mà đang có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em vào cái số 0966 340 640 hoặc là 0966 740 440. Đấy, thì hai cái số đó là hai cái số mà để với anh chị có thể mà mình điện trực tiếp để tham khảo. Thứ nhất là giá cả, thứ hai nữa là những cái dòng máy nào sắp về hay là đã về, và cách thức mua hàng online, cách thức mua hàng trực tiếp nó như thế nào. Đó. Nè, em về là em có những cái con là Kubota 30-5, thì đời nó 209, và cũng là một con Kubota mà U30 mà nói trừ năm là cuối đời trừ năm, thì nó là năm 2012-13 gì đấy. Đấy. Và Yamaha thì em cũng có những cái loại như là 45 cũng là trừ 5B, hoặc là 65, con xe mà Yamaha 65 là đợt này về là cực kỳ xuất sắc luôn. Bởi vì nó thứ nhất là dáng phơm đẹp, thứ hai nữa là đời 2014 nữa. Máy lạnh cabin đồ còn đầy đủ, dáng của nó là khỏi phải chê luôn. Đấy.
anh em nào mà sử dụng 60 SK60 SR nè, mình có thể sử dụng cái dòng 65 mà Yamaha đời 2014 nha. Nó cũng khá là tiện lợi, mà cái dòng Yamaha thì quý khách hàng cũng biết rồi, nó là mà máy của móc của nó đó, là tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn ha, tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nó cũng đang sử dụng ga điện, hình như là con đó là em Kim nhớ không lầm là nó có một cái cục tháo lắp nhanh sẵn luôn nha. Đấy, nó có sẵn cái cục tháo lắp nhanh luôn. Giá cả thì rất là mềm. Thứ hai nữa là 115 và 135 thì em về tầm khoảng 7-8 chiếc đến 10 chiếc ha. Còn 07 thì mình cũng có về luôn nha. SK07 là hiện tại là nó đã xuống tàu rồi. Khoảng tầm theo mà lịch mà suôn sẻ như dự định thì nó tầm khoảng 5 bữa nữa là nó cập cảng Việt Nam nha. Đấy, thì về thì anh em có công là em sẽ quay trực tiếp luôn cho anh em xem và tham khảo. Đấy. Đây anh chủ máy đây. Đây hai anh tài xế cũng đang ngồi đợi đây. Đấy. Xe thì nó nào ngay con này thì mới về nó bụi bặm, mình nhìn nó hơi tối tối màu vậy thôi. Chứ khi mà mình vệ sinh sạch sẽ rồi là nó đẹp lắm, từ đầu cho đến đuôi đều là nó sơn rin. Còn về giá cả bên kho hàng của em thì nói chung nó cũng mềm lắm, cho nên rất là anh em nào mà khởi nghiệp 4X thì cũng rất là dễ mà mình mua được một em máy đào luôn ha. Như là em này là em 60 đây. Đấy, em cũng đã bảo dưỡng xong hết rồi. Đấy, em này 60 ngày mai là em Kim giao nè. Ngày mai quý khách hàng cứ đón xem cái kênh livestream của em nè, quý khách hàng sẽ thấy được là ngày mai em giao con 60. Và thứ bảy là em lịch trình là thứ bảy là giao con 75 này ha. Đấy. Thứ bảy là giao con 75 này. 75 em cũng đã bảo dưỡng xong hết rồi nè, cũng khá là đẹp luôn. Đấy, 75 đó, anh em nào mà có theo dõi kênh của em là thấy ngay con này ha. Còn những cái dòng xe này là vừa rồi là em về gấp quá, em chưa có test máy một con nào hết, chỉ là quay sơ bộ thôi là khách đã mua hết rồi, em chưa test máy luôn. Mà đa số là do những anh chủ máy đó thì họ sẽ trực tiếp đến kho mà họ test luôn, cho nên là nó sẽ hay hơn là em test. Những người mà bán như em thì mấy anh cũng biết rồi, lúc nào cũng la máy mình ngon, máy mình đẹp hết, chỉ có bằng cách tự test máy thì mấy anh chị nhìn vô thì sẽ dễ dàng mà mình tự đánh giá hơn á, nó sẽ dễ hơn. Đây, con này là đặc biệt là không bảo dưỡng gì hết, không có bảo dưỡng cần bọng hay là kia nước sơn, hoàn toàn riêng 100%. Đấy, hoàn toàn kim 100% luôn. Chân cẳng thì cũng khá là ok. Đó thì em Kim dọn như thế này rồi lại về là tất cả các quý công ty hoặc là những người mà làm tư nhân cá nhân gì đó cũng vậy, thì họ về là chỉ có việc là làm ngay thôi, không có cần phải bảo dưỡng gì nữa hết. Đấy, găng gào thì em cũng đã hàng vô. Đấy, gào bọng thì mình cần chăm sóc rồi, các cái ắc gào, ắc bọng đồ là em Kim làm mới cho khách hàng luôn rồi. Ok rồi anh hả? Rồi em cảm ơn anh nha, chúc anh về làm ăn phát tài phát lộc nha. Dạ, vài tháng nữa thì con có mua xuống đó. Rồi, ok anh trai. Đấy thì khách hàng họ cũng đến đây đến tặng kho để xem trong cái quá trình bảo dưỡng của em luôn, trực tiếp xem, cho nên là khách hàng rất là ưng ý. Dự định là vài tháng nữa là sẽ bốc thêm một con nữa. Đấy, em thì em làm rất là vô tư, nói chung là mình làm ăn thật tình đó. Thì cho nên là có khách hàng ở đây cũng vậy, hay là không có khách hàng ở đây cũng vậy, thì em Kim cũng làm bảo dưỡng và rất là chu đáo. Đấy thì anh này thì anh ở đây từ hồi sáng cho tới giờ này luôn. Đấy thì trong quá trình bảo dưỡng là anh chứng kiến tận mắt là em Kim làm những gì và làm ra sao đó, cho nên là anh rất là hài lòng. Anh có đặt thêm một số mặt hàng như 03, 02 nữa, nhưng mà hiện tại em Kim hết hàng rồi. Đó thì khi mà có hàng thì không có gì thay đổi thì anh sẽ lấy thêm hàng nữa. Đấy. Em này còn quá là liền lạc. Đấy. Rồi em này bây giờ hiện tại nó cũng đang xích. Dạ. Rồi ok anh. Rồi khách hàng cũng về rồi. Đấy, thì thôi em Kim cũng xin kết thúc video hiện tại. Bây giờ nó cũng đã 22 giờ đêm rồi. Đấy, em cũng đợi xe từ trong Sài Gòn ra để mà ship về Đắk Nông. Do quá trình mà nó bị kẹt xe cho nên đi nó cũng hơi muộn. Trời mưa lớn quá. Mấy bữa nay ngày nào cũng mưa từ chiều cho đến tối hết. Đấy.
Thì em Kim cũng xin kết thúc video và em Kim chúc tất cả các khách hàng đang xem kênh Kim Moon Cơ Giới VN này được nhiều sức khỏe và một đêm buổi tối ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại vào cái video tiếp theo vào ngày mai. Em Kim giao con này nhé, SK60. Ngày mai em giao con này về Đắk Lắk. Đấy, anh em nào Đắk Lắk thì chuẩn bị đón dâu nha. Còn đêm nay thì em này về Đắk Nông. Đấy, em Kim xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.